lên đấy. Vẫn lên, vẫn lên, vẫn lên. Lên rồi. Chơi sao anh em ơi. Gió này không chơi được rồi anh em ơi. Ui ui. Sợ. Ui anh em ơi. Ui. Ui. Này. Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại clip tiếp theo của mình. Các bạn ơi, các bạn có còn nhớ cái bạn bạn nhỏ này không? Bán gì không cu? Không, chẳng bán đâu. Dừng lại chú bảo, dừng lại thế nào? Đã. Dừng lại thế nào? Chú bảo đi đâu đây? Cháu đi về. Đi về nhà ở đâu? Bán không? Thế á? Diều, dừng lại chú xem diều nào. Ôi tôi mát rồi. Tự làm à? Không, diều cháu nhặt được. Nhặt được á? Vâng. Ê. Diều chất đấy nhờ. Thế có biết làm diều không? Cháu có nhưng mà gì không bay. Không bay á. Nhưng giờ lại bay đấy. Thả mà, thả thứ chưa? Cháu thả rồi. Cháu có. Cũng đam mê. Đi. Thế thôi dẫn chú vào nhà đấy nhá. Đi. Dẫn chú vào đấy để chú xem nào. Lên đấy. Không nào vào chú cho ăn diều đẹp hơn thế cơ. Chất hơn này. Đi. Đi luôn, đi luôn. Đấy thì bạn ấy có bảo là mình có bảo bạn đấy là lúc nào vào mình cho diều thì không biết là quen biết ai là cũng mò vào đây đấy cũng tìm được nhà cho nên là cũng bảo mình làm diều cho hôm nay mình sẽ làm cho bạn ấy một cái diều nhá. Một quả chia này nhìn đẹp không, như ở bên trong này nhưng vẫn làm được diều anh em ạ. Diều bé vẫn làm được. Con này nó rơi vào chiều dài chưa thẳng khung nó đang là tầm 1m8. 1m8. À 1m6, 1m7, 1m8 gì đấy. Ok nha, mình sẽ làm một con diều mẹ bồng con nha anh em nha. Vào đây mấy lần nhưng mình chưa làm được. Con này mình sẽ làm cho bạn ấy. Nói chung là tưởng gì mấy con diều liều kiều thì làm được hết. Ok anh em ơi, bây giờ bắt đầu mình sẽ đi nắn nhá. Hôm nay sẽ nắn bếp ga nhỉ, không chất lửa nữa. Hôm nay sẽ nắn bếp ga nhá. Vì là bây giờ chất lửa nó cũng lâu, nó có ít thôi mà. Hơi cong một tí thôi chứ khá là thẳng. Đây anh em để lâu quá là cháy mất. Nhẹ nhàng tình cảm. Ok anh em ơi. Cả buổi sáng bây giờ mới lên xong con diều anh em ạ. Con diều này bị cho bụng hơi to. Trông khá là đẹp ấy. Con này chắc chắn là lên rồi. Nhìn cái dáng diều biết lên hay không ngay. Con này khá là khỏe khung anh em ạ.
cộng 6 phải đủ đẹp mới lên được. Chết chưa? Làm xong rồi chỉ muốn giữ lại để chơi thôi. Khá là đẹp. Ví dụ mình làm của mình chứ chắc có được nét như thế đâu. Đây là quả nhiều con anh em ạ. Mẹ với con đây. Chết luôn. Quả bánh lái thì hơi điêu. Kiểu như là làm cảm giác con nó hơi vặn kiểu gì đấy. Quả diều thì mình không chê được. Quả diều này mình thấy hơi bị chết luôn. Bây giờ mình sẽ đi kiếm cho con mảnh thứ bóng này nhé. Mình sẽ khâu thứ bóng. Xem con gió thì mình sẽ test nhé. Mình sẽ test cái dàn mà hôm mà con đi kia nó cõng anh em ạ. Cái dàn mà ngọn ngọn đấy. Mà cái dàn mà hôm con sông Vân kia cõng. Ok anh em nhé. Mình sẽ buộc vào. Anh em bây giờ sẽ khâu trước. Nếu có mình sẽ khâu từ bóng đen nhé. Con này bị nặng ở bên rồi đây này. Đấy. Nhẹ lên nhiều nặng ở bên rồi. Vứt rồi. Nghèo con này hơi dài, hơi lệch một tí rồi. Nhưng mà form thì hơi bị đẹp luôn. Bụng, nếu mà bụng nhá, bụng con này mở xuống tầm này nữa. Chất luôn anh em ạ. Mở đúng tầm này. Mở hơi sâu. Từ sáng là nó độ từ sáng đến bây giờ gần trưa rồi, trưa rồi. Anh em kêu ít tay rồi. Bây giờ mình sẽ khâu nhá. Chiều có gió nổ đĩa luôn. Con này sẽ test test lên thì mình sẽ lúc nào cu chó nó vào mình sẽ đưa nhé. Ok. Bây giờ đi tìm không có cái mảnh thứ bóng đen nào không. Thứ bóng là được, không cần thứ bóng đen. Diều làm xong con nào cũng đen kít. Nắng. Đây rồi. Cái này hơi dày vậy. Thứ bóng của mình thì mình khâu diều nhiều nó cũng thừa nhiều anh em. Con này có mà ốm. Sau siêu phẩm này mình sẽ làm một siêu phẩm của để mình chơi nha anh em nhé. Diều mình chơi mình đã có đâu. Mình đã có siêu phẩm bé bé để chơi đâu. Bảo làm chưa làm được anh em ạ. Đấy cái mảnh thừa lại khâu được rồi. Mảnh thừa lại khâu được rồi. Nói chung là các cháu nó không biết làm diều chứ thực tế mình thấy làm nó dễ ợt. Ai. Ôi sao. Đĩa luôn, đĩa nổ luôn. Đĩa nổ luôn. Ok anh em ạ. Đẹp luôn. Ok luôn. Ui, phải nói form con diều đẹp thật. Kết nứt đĩa. Kết nứt đĩa. Đấy. Ok anh em nha, bây giờ sẽ IAC khâu. Nghệ nhân đợi gió liệu đấy. Quỳ. Quỳ quỳ anh em. Kiểu lợn luôn là nghệ nhân là đợi gió. Sợ. Nghệ nhân nằm đợi gió. Tưởng đàn lợn ngay ở đâu. Sợ kiếp rồi kìa. Ok anh em là nổ đĩa. Come and fly away with me. Come and fly away.
chiều cũng lấy. Giữa trưa nắng nhiệt độ khoảng tầm độ 70 độ C nha mọi người. Thời tiết này không một cọng gió luôn. Đấy, mình hơi mất công làm diều cho các cháu đấy, các cháu xem nhớ ủng hộ các chú. Ok nhá, siêu phẩm đây nha mọi người, nhìn chất lượng luôn. Nói chung là nhìn con này uy tín luôn, chất luôn. Bây giờ mình sẽ cho nó cõng quả này để mình thử anh em nhé. Cõng quả sáo đẻo của mình. À sáo đẻo, nói chung dàn này dàn hòa đàn của Nghệ Nhân Ninh. Lấy ngọn cõng. Ok nha, bây giờ mình sẽ buộc nó vào. Buộc sáo, buộc nèo. Để test. Chắc cả chiều mới test được, trưa này nắng mà không có gió luôn. Chiều chiều mình ngủ dậy mình dập nó nha anh em nhé. Ok anh em ơi, lắp xong siêu phẩm anh em ạ. Nhìn tẩm đá không? Củ chuối nhờ. Cọng quả già này hợp lý luôn. Cọng quả già này ok luôn anh em ạ. Bây giờ đợi chiều tối mình sẽ test anh em nhé. Bây giờ gió, à bây giờ chưa nắng lắm. Với lại bây giờ chả có gió nữa. Có gió test thì hợp lý hơn. Ok anh em. Chất chưa? Test test thử đoạn này là đoạn trường đây này. Dê. Lên đấy, khả năng là lên đấy nhở. Nặng quá. Chiều test nha anh em nhé. Ok anh em ơi, hiện tại có một tí gió đông bắc anh em ạ. Đến mấy ngày sau mới có gió cơ. Hiện tại có một tí gió đông bắc thì đem ra test thử anh em nhé. Để cho cu cháu nó máu lắm rồi, suốt ngày vào đòi rồi. Anh em nhìn nét rượu bụng béo luôn. Rượu bụng béo. Các bạn tung một bối rượu. Hả? Anh em ơi, gió giả vờ đấy anh em ạ. Này mà có gió phát là lên luôn đấy. Gió đem ra hết sạch gió đông bắc. Gió giả vờ đó. Đợi hôm nào test lại nhá. Con này lên luôn, cuốn luôn. Hơi lánh nhau một tí nhưng mà lên luôn đấy anh em ạ. Ok anh em ơi. Bây giờ mới test được em nó anh em ạ. Hôm nay có một tí gió. Gió này chuẩn bị mưa anh em ơi. Trời đang rất chi là đen xì đây này. Gió đông bắc anh em ạ, gió này gió đông bắc nhá. Trời, anh em nhìn gió này. Ui, cuốn chưa? Nổ đĩa nha anh em ơi. Dạo này gió đi ngủ quên hết rồi anh em ạ, dạo này gió kém lắm. Dạo này gió máy khoan thua anh em ơi. Ok, ai nổ đĩa nha. Chơi nha. Có gió không?
ơi, gió giật, gió giật. Quê ơi, gió giật. Gió giật. Gió giật đấy em ơi. Wow, wow, lên rồi. Quê lên đỉnh trai luôn. Wow, 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 anh em ơi, lên rồi. Con này mình tuấn được tí nhỉ? Lên rồi anh em ơi. Wow, đỉnh luôn này. Thắng Đức quê, quê. Thắng Đức luôn đấy ạ. Quê gió giật, gió giật. Quê, quê em ơi, gió cuốn luôn, rượu cuốn. Quê bão rồi, quê bão quê. Ui, ui, bão rồi. Ui, bão, bão. Bão, gió đang giật. Ui. Ui, ui, thả dây này. Chướng không? Kéo gãy khung con này, vương gãy khung luôn này. Con này đảo nghe ác ấy. Ui, ui. Ui, nghiêng nghiêng. Ui, kéo gãy. Kéo gãy, ui, ui. Ui. Vẫn lên, vẫn lên, vẫn lên. Lên rồi. Sợ. Quê anh em ơi. Quê. Quê. Này. Quê. Quê. Căng đét. Trời trời trời. Hỏng xe rồi. Hỏng xe rồi. Sai làm rồi. Quê. Một vòng. Ôi ôi. Trời sai 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 rồi. Điệu đứt không? Quê. Quê. Kéo được không? Ai? Căng lắm, nếu tầm này căng lắm. Ai? Như kim chỉ luôn. Em ơi, con này hôm nay nó gọi là thả rông, tét rông rồi, tét gió rồi. Lấy nhà bên trái. Ê, trời đang chuẩn bị mưa. Chưa đâu, sáo lắc lác lư à. Này, tiếng thăng tay kéo xuống anh em không à. Gió mà mưa bão xuống là toang con diều này. Ok nha, mình sẽ kéo nó xuống nha. Hiện tại nó đang như này, kéo được rồi. Nó đang đứng này. Ui. Phát lấy à, tưởng đi. Gió. Để em cho. Ui anh em sớm ùm ùm luôn. Ui. Thằng đứng anh em ơi. Nếu mà để con này đỗ gió to đây, anh em cho anh em xem cái dây này. Căng đét. Nếu mà để con này mà đỗ gió đẳng cấp luôn. Chưa. Gió lên. Này gió rông nó giật. Tầm gió đẹ, gió mà đều thì đúng là con này được ấy. Con này mà đỗ gió đều thì đẹp luôn. Nhanh rông lắm. To ạ. Kéo dịch về ngày rồi. Về gần đây sáo lóc lắc anh ạ. Sáo lóc quá. Sáo lóc la cái gì. Chào nó chìm đâu. Ui 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 ui. Bình tĩnh. Ui ui ui. Ui bắt đầu kéo rông rồi. Con này mẹ kéo kêu như cái con Song Vân nó kéo, Song Vân nó kéo không ra. Kéo không kêu được cái sáo này luôn. Ui.
dẫn lên. Ăn thẳng gốc cây. Kéo dẫn tay nha em nhá. Gió giật. Ui. Có câu chữ. Câu thả bốn cách cái ui đi lên mắt. Kênh em nhá, két thế đâu. Không có nút rượu về tay chúng ta. Nặng hết. Két thế đâu. Két, két đầu gió này. Hôm qua này mình để bụng hơi to anh ạ. Rồi bụng nhỏ tí nữa đẹp. Nghe con này thả cái tầm gió đấy. Ôi, lèo này. Lèo lệch giữa này. Ô, gió này lại không lên. Thẳng tay này. Lên đấy. Vẫn kêu đây. Vẫn mất. Ui ui ui. Thôi được rồi. Ok em nhé. Tép thế thôi, nói chung là con này đẳng cấp rồi, không phải nghĩ. Đấy, anh em giật tay lên này. Rèo 1,5 m nhá. Gió bao bão luôn. Anh em mà có thích thì đem đồ đến mình làm cho. Quan trọng phải có đồ. Giật tay lên không bay mất. Đây này. Tại mình kéo cong cái bánh lái này, kéo cong cái bánh lái này thì hai cái này nó trùng này. Thế là sáo nó lắc lắc. Thì anh em test thế thôi. Test thế thôi. Gió này thì con này sẽ không chịu được. Mình sẽ chơi con diều to nha anh em nhé. Cảm ơn nha, xem clip, hẹn là clip tiếp theo. Hôm nay test nó cháu nó vào đấy suốt ngày bảo là mình chưa test được nên mình không muốn đưa. Thông báo con này giật tay thoải mái nhá. Giật tay hết cỡ luôn, không phải nghĩ. Quan trọng là biết trình độ biết giật hay không thôi.